Xin chào tất cả quý anh chị khán giả kênh Kulen. Chào mừng quý anh chị đến với video mới nhất của đội ngũ team Kulen chúng tôi. Và ngày hôm nay Học Vương cũng như là anh Tony Ngọc đang có mặt tại đảo Long Phước. Và xin chào anh Tony Ngọc. Chào Học Vương, chào quý vị khán giả. Vâng, thưa anh Tony Ngọc, thì ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở đảo Long Phước. Và trong kinh doanh thì huyền thoại Warren Buffett có một cái quan điểm trong đầu tư, đó chính là không để mất tiền. Và hiện tại thì anh em chúng ta đang có mặt ở đảo Long Phước. Thì trong video này anh em chúng ta sẽ bàn luận một chút về cái pháp lý quy hoạch tại đảo Long Phước và cái bất động sản đáng để đầu tư nhất tại đảo Long Phước, được không ạ? Ok em. Vâng, vậy thì dưới góc nhìn của anh Tony Ngọc thì cái pháp lý quy hoạch tại đảo Long Phước là như thế nào ạ? Ok Học Vương, để trả lời câu hỏi của Học Vương á, về yếu tố pháp lý á, thì pháp lý là nó cụ thể riêng cho mỗi một loại bất động sản. Và anh xin phép không trả lời cái câu hỏi này. Và khi nào có một cái bất động sản cụ thể thì anh sẽ phân tích dựa trên cái bất động sản đó. Và tiếp theo anh sẽ trả lời Học Vương về cái quy hoạch tổng thể của đảo Long Phước. Ok. Quy hoạch tổng thể của đảo Long Phước thì theo như Tôn Đức Ngọc tìm hiểu, đảo Long Phước thì đầu tiên Tôn Đức Ngọc sẽ khái quát một chút. Vị trí Tôn Đức Ngọc đang ngồi đây chính là mặt tiền sông Tắc, và bên này nó là mặt tiền sông Đồng Nai. Đảo Long Phước được bao bọc bởi hai mặt tiền sông, đó là sông Tắc và sông Đồng Nai. Và quy hoạch của đảo Long Phước thì chúng ta phải biết rằng đảo Long Phước, cái đường trục xương sống đó là trục chuyển T, gồm đường Long Phước và đường Long Thuận. Là cái trục chữ T xương sống của Long Phước. Từ Long Thuận nó kết nối từ đường Nguyễn Duy Trinh để đi ra đường Long Phước. Và tại vị trí chúng ta đang ngồi đây là cầu Long Đại, thì cầu Long Đại nó sẽ nối qua đường Long Phước để kết nối lên cao tốc Sài Gòn Long Thành. Và sau này một hướng chúng ta sẽ về trung tâm tài chính Thủ Thiêm, mà một hướng chúng ta sẽ đi sân bay Long Thành. Và tính kết nối của đảo Long Phước rất là tốt. Còn về quy hoạch của đảo Long Phước thì chúng ta sẽ hiểu như sau. Trên cái trục đường Long Thuận cắt đường Long Phước thì tại đây đó là quy hoạch của dân cư hiện hữu. Đúng rồi anh. Và tiếp theo hướng từ đường Long Thuận đi về hướng Viên, hướng khu đô thị Viên. Có nghĩa là đường Long Thuận ra đường Long Phước mà mình giặt tay trái ấy, thì mình sẽ đi về hướng Viên. Thì đối với bên tay trái cái hướng di chuyển của mình thì nó là Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao 2. Hay chúng ta đang ngồi vị trí này, ví dụ bên này nó là dự án Việt Hùng Việt Bắc, đúng không? Thì bên này nó là Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Cao 2. Và tiếp theo ở đảo Long Phước sẽ có quy hoạch về làng đại học. Và trong làng đại học đó sẽ có rất là nhiều trường đại học. Và theo trí nhớ của anh thì có Đại học Luật, Đại học Kinh tế. Trường Đại học Kinh tế cũng quy mô 50 hectare, cũng khá là lớn. Và tiếp theo sẽ có những cái quy hoạch về trung tâm thương mại. Và tại cái ngã ba Long Thuận ấy thì nó đã có chợ hiện hữu phục vụ cho bà con hiện tại rồi. Và tiếp theo là đối với cái đảo Long Phước mình thì sẽ có quy hoạch về công viên sinh thái. Và đa số những cái đất ở đây được quy hoạch đất nhà vườn, nên thành ra nó sẽ không có cao tầng và mật độ dân cư ở đây vô cùng thích hợp để nghỉ dưỡng. Và anh tin rằng để mà sở hữu được một cái bất động sản trên đảo Long Phước này, nó sẽ xứng tầm và đẳng cấp không chỉ ở thành phố Thủ Đức, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh, mà vươn tầm thế giới luôn. Quá tuyệt vời khi mà ở đảo Long Phước đang sở hữu một cái mảng xanh rất là tuyệt vời để phục vụ cho cái nhu cầu ở và nghỉ dưỡng, đúng không anh? Đúng rồi, của các cái chuyên gia trong Viện Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Cao, hoặc những cái giới tài phiệt của thành phố Hồ Chí Minh trong hoặc của cả đất nước mình, hoặc là giới nghệ sĩ. Em hình dung rằng đối với cái đảo Long Phước này, nó là một trong những hòn đảo gần trung tâm tài chính Thủ Thiêm nhất. Và sau này thì những cái giới siêu giàu, giới tài phiệt sẽ lựa chọn những cái bất động sản diện tích lớn và mặt tiền sông như thế này để họ có thể đậu cái du thuyền ngay tại đây luôn. Chính xác rồi anh. Thì tiếp theo anh sẽ chia sẻ sâu hơn về cái quy hoạch. Về cái quy hoạch của đảo Long Phước thì nó sẽ có gồm những loại đất sau. Thứ nhất là đất dân cư hiện hữu. Thứ hai là đất dân cư mới. Thứ ba đó là những cái loại đất lâu năm. Thứ tư đó là đất du lịch sinh thái kinh tế vườn. Thứ năm đó là những đất bến bãi. Và thêm cái thứ sáu đi, một số cái loại đất mà nó đang thuộc diện quy hoạch, đang nằm trong khu vực quy hoạch đi. Đúng rồi. Thì khi đi đầu tư thì như Học Vương có nói là nguyên tắc số 1 là không được mất tiền. Và nguyên tắc số 2 là phải quay về nguyên tắc số 1, đúng không? Phải luôn ghi nhớ nguyên tắc thì số 1.
trong cái quá trình đầu tư thì chúng ta bắt buộc phải hiểu về quy hoạch và pháp lý của bất động sản đó để tránh không bị mất tiền. Vâng. Còn để trả lời câu hỏi số 2 của Học Vương, đó là cái bất động sản nào đáng để đầu tư nhất tại đảo Long Phước ở thời điểm này, thì anh xin phép được chia làm 3 nhóm bất động sản. Những cái loại bất động sản hạng A cộng, đó là những bất động sản của mặt tiền sông Tắc, mặt tiền sông Đồng Nai. Thì đối với những loại bất động sản này thì nó sẽ dọc theo những cái trục đường, đó là trục đường số 1. À đúng, số 1. Trục đường số 5. Và những cái bất động sản này có một cái đặc trưng, đó là diện tích nó rất lớn. Mỗi một lô nó rơi vào 3.000, 5.000, thậm chí là 8.000 mét vuông, thích hợp để xây dựng. Và để mà sở hữu một cái bất động sản như trên thì mình có thể mua 10 năm trước thì nó dễ dàng. Chứ hiện tại trung bình giá từ 18 đến 20 triệu một mét vuông đối với cái loại đất mà là cây lâu năm đi. Thì em nhân với cái diện tích là 5.000 thì nó rơi vào từ 80 tỷ đến 100 tỷ một cái bất động sản như trên. Là tùy vị trí nha, và tùy cái thời điểm, và tùy cái ý chí của cái người chủ đất. Dạ. Ok. Dạ. Tiếp theo đó là những cái bất động sản thuộc những cái trục đường sinh sống. Đó là nhóm A. Đó là nhóm A. Dạ. Ví dụ như những cái bất động sản tại cái điểm xuống của cầu Long Đại và nó nằm ở ngay cái vị trí, cái quy hoạch, cái đường cắt ngã tư đầu tiên sau khi mà cái cầu Long Đại xuống. Đúng rồi. Thì đối với những cái bất động sản như vậy, đó là những bất động sản rất đáng để sở hữu. Bởi vì sao? Vì những cái bất động sản này nó đã có quy hoạch thổ cư. Và ví dụ một lô đất đi, nó diện tích là 2.000 mét và nó đã có 200 mét thổ cư. Dạ. Thì cái câu chuyện này mình đầu tư khá là an toàn. Hoặc là mình sẽ lựa những cái bất động sản mà nó nằm ở trên mặt tiền đường Long Phước. Nó có những cái rạch phía sau, nó sẽ có một cái rạch, và cái rạch này nó sẽ kết nối ra sông Tắc như thế này. Dạ. Thì đối với những cái bất động sản như vậy rất đáng để đầu tư. Thứ nhất là nó an toàn. Dạ. Cái quy tắc đây là nó an toàn. An toàn trước. Còn đối với những cái bất động sản mà mặt tiền sông như thế này và chưa có một cái vùng thổ cư thì cái tính an toàn trong quá trình đầu tư mình cũng phải cân nhắc. Chính xác. Lỡ mà không lên được thổ cư thì cũng hơi khó khăn đúng không? Thứ nhất là không lên được thổ cư. Dạ. Thứ hai đó là nếu mà cái câu chuyện rủi ro trong đầu tư và những cái mà mình không có nắm chắc thông tin, anh không có tiện chia sẻ ở đây. Dạ. Thì mình gọi là rủi ro trong đầu tư đi. Cái đất hiện tại thời điểm mình mua nó không dính quy hoạch, nhưng sau khi mình mua, mình sở hữu được 3 năm 5 năm, bỗng dưng một ngày đẹp trời họ vẽ lên một cái quy hoạch nào đó, thì cái câu chuyện là cái tầm và cái lực mình, mối quan hệ mình không có đủ mạnh. Thì mình dính vào cái câu chuyện như vậy thì cũng rất là đáng tiếc đúng không? Mất mình tiền. Đã bỏ ra những cái số tiền rất là lớn rồi, 80 tỷ đến 100 tỷ để mình sở hữu một bất động sản trên rồi. Dạ. Mà nó lại tạch như vậy thì vô cùng đáng tiếc. Đúng rồi anh. Và tiếp theo đó là những cái bất động sản nó là những cái đường nhánh bên trong của những cái trục đường xương sống như đường Long Phước, đường Long Thuận hay là những cái trục đường số 1, số 4. Dạ. Thì đối với những cái bất động sản nhánh bên trong thì nó có một cái yếu tố là sao? Thứ nhất là nó sẽ rẻ. Rẻ hơn, giá nó sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên những cái bất động sản này về cái tính thanh khoản, để mà thanh khoản tốt thì anh chị và các bạn chú ý rằng khi đầu tư những bất động sản trên, hiện tại bây giờ nó là kỷ nguyên của ô tô rồi. Bắt buộc nó phải ô tô vào. Tiếp theo là mình chú ý cái loại pháp lý của cái bất động sản đó. Có là cây lâu năm nhưng nó có dính một cái quy hoạch nào đó không? Dạ. Nó là cây lâu năm nhưng nó có thể lên được thổ cư hay không? Dạ. Nó là cây lâu năm và có bao nhiêu phần trăm thổ cư? Dạ. Hay là đất du lịch sinh thái kinh tế vườn? Mình phải thật sự am hiểu về pháp lý tại đảo Long Phước này rồi hãy xuống tiền. Và cái châm ngôn khi mình đi đầu tư là sao? Mình thà nuốt nước miếng còn hơn mình lau nước mắt. Vâng, ok. Một cái châm ngôn rất là tuyệt vời từ anh Tô Đinh Ngọc chia sẻ. Còn để anh mà chốt lại cái yếu tố mà để đầu tư cái loại bất động sản nào tốt nhất, phù hợp nhất trong thời điểm này, thì cái lựa chọn của anh đó là những cái bất động sản có thể là nó nằm ở trên những cái mặt tiền đường như đường Long Phước, nó có một phần thổ cư và nó có vùng giá mềm. Giá mềm ở đây là sao? Nó rơi vào khoảng từ 16 đến 18 triệu một mét vuông mà nó có thổ cư.
và những cái bất động sản có thể phía sau của lô đất của mình nó sẽ có những cái rạch để sau này mình có thể mình đậu du thuyền ở tại cái vị trí đó. Yeah. Và mình đi ra sông Tắc để mình di chuyển lên trung tâm Sài Gòn bằng đường thủy. Đúng rồi. Yeah. Và theo anh nghĩ những cái bất động sản như vậy đó là những bất động sản đáng đầu tư nhất tại đảo Long Phước ở thời điểm này. Và đây nó là quan điểm của Tôn Đinh Ngọc, nó không có đúng, không có sai, và cũng chỉ mong là anh chị và các bạn nghe được thông tin này để anh chị và các bạn có những cái góc nhìn, có những cái thông tin để giúp cho quá trình đầu tư của anh chị và các bạn trở nên thành công hơn. Đúng ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Tôn Đinh Ngọc rất là tuyệt vời, đúng không quý anh chị? Khi mà đi đầu tư thì cái pháp lý là cực kỳ quan trọng, và nếu như quý anh chị chọn đầu tư bất động sản tại đảo Long Phước thì quý anh chị cần phải tìm hiểu thật kỹ cái pháp lý trước khi trúng tiền. Để như anh Tôn Đinh Ngọc vừa chia sẻ có một cái câu rất là hay, đó là thay vì nuốt nước miếng thì thôi thì đừng để phải lau nước mắt, đúng không quý anh chị ha? Đảo Long Phước là một cái nơi cực kỳ tiềm năng để đầu tư, và chúng ta phải lựa chọn được cái bất động sản đáng để đầu tư nhất. Thì như anh Tôn Đinh Ngọc chia sẻ, đó là những cái bất động sản mà nằm ở trên những cái tuyến đường như là đường Long Thuận, Long Phước và mà có một nó là quy hoạch thổ cư. Yeah. Và nó đã có một phần nhỏ thổ cư ở trong đó rồi, và phía sau có một con kênh. Nếu mà phía sau có một con kênh để nó kết nối ra cái sông Tắc như thế này thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Vâng, đó là cái bất động sản mà dưới nhận định, dưới góc nhìn của anh Tôn Ngọc, đó là cái bất động sản đáng để đầu tư nhất. Còn với ý kiến của anh chị là những cái bất động sản nào đáng để đầu tư thì hãy comment vào phía bên dưới của chúng tôi để chúng tôi có thêm được những cái thông tin mới nhất ở đảo Long Phước. Và nếu như quý anh chị còn thắc mắc gì thì hãy nhớ là chia sẻ ở phía dưới phần comment để chúng tôi có thêm nhiều cái nội dung để làm video và chia sẻ tới cho quý anh chị và các bạn. Và một lần nữa thì Học Vương cũng như là anh Tôn Đinh Ngọc cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video này. Nếu như quý anh chị cảm thấy video này hay, video này ý nghĩa thì hãy nhớ là chia sẻ đường link của video này tới những người bạn của mình, những người thân của mình. Và hãy nhớ là cho đội ngũ Team Cu Lên chúng tôi một nút like, một nút đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để theo dõi những video mới nhất. Học Vương và anh Tôn Đinh Ngọc xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.